Nhật Bản Tuấn Tài kính chào cả nhà. Hôm nay bên em giới thiệu con Shibora D318. Con này là hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ. Siêu bền luôn nha các bác nha. Con này 318 thì có tương đương như là 32 ngựa rồi. Đó, các bác nào làm nhiều thì đầu tư con này nha. Cái dòng này siêu bền nha các bác nha. Các bác thấy con này có hàng chữ Nhật đẹp không? Mấy cái chỗ này sơn của nó như xi nữa nè, nó cháy nổ một tí thì các bác không sao đâu nha các bác nha. Tí này còn rất là đẹp. Này 4 số sới nè các bác nè. Ghế ngồi rất là êm luôn. Con này ngồi rất là thoải mái luôn nha các bác. Rất là thoáng và thoải mái. Con này bên em đang ra giá của nó là 139 triệu nha. Có đai thắt an toàn là hàng luôn các bác nha. Còn cái hộp phía sau này, cái hộp này là các bác đựng đồ về office rồi đó, cũng cần nhé. Này bên cơ số cơ đương đương là coi như là 32 ngựa luôn, số chạy trên mương lăng chạy 904 giờ, chạy trên mương lăng nha cả nhà. 1234 9-10 đồng tốc trên mương lăng nha cả nhà. 9-10 nằm ngay trên mương lăng luôn. 139 triệu, làm cực khỏe cực bền. Động cơ 4 máy. Ốc sáng 7 màu luôn các bác. Em mát còn nguyên xi là D318 này các bác. Còn đua của nó là từ 2750 đến 3000 luôn các bác nha. Ở bên rất là đẹp. Bơm trợ lực bơm ben đầy đủ. Giờ nó cái dòng này sử dụng là siêu bền rồi.
một bên là hơi mờ thì bên em sẽ, khi nào các bác mua thì bên em sẽ tiến hành kiểm tra lại nha. Bây giờ xe về là bên em chỉ rửa xe khô thôi, làm video trước. Khi nào các bác mua thì bên em sẽ tiến hành kiểm tra lại, rửa lại xe, bàn hàng mới giao nha các bác. Đó, chạy phát là nổ, tiếng máy nó vận hành rất là êm luôn. Động cơ bốn máy nó siêu bền siêu khỏe. Tham quan bốn quả lớp nha. Lớp trước là body tone nguyên zin của Nhật nha cả nhà, 816. Lớp mâm nguyên si. À, lớp nó thì xung quanh bàn mâm của em nó thì có nó tăm tăm như này. Lớp trước thì là mòn rồi các bác ạ. À. Đó. Lớp trước là mòn rồi, nó tăm tăm xung quanh bàn mâm vậy nha. Lớp trước thì còn chạy được một vụ thôi. Là các bác thay lớp mới rồi. Nếu các bác muốn thay lớp mới thì để liên hệ bên em thì bằng bạc là mình thay một cái lớp mới nha các bác. Lớp 5 nguyên si, ốc hút vàng 7 màu. Lớp sau thì gai còn khá là cao. Gai còn khá là cao luôn nha các bác. Đó, gai khá cao. Trên cái lớp của, trên cái gai của nó, mấy chỗ này chỉ quan tâm một tí này nè các bác này. Có tâm tâm một tí này là không ăn thua vậy nha các bác. Bắt đai bám này, đây in Japan Crichton 12.426. Xung quanh mình mâm của em á chỉ có tâm này thôi nè các bác. Tâm tâm một tí này nè. Còn rất là đẹp luôn. Mâm đồ nguyên vi nha, nguyên sinh luôn các bác nha. Mâm của nó rất là đẹp luôn, chảy nổ một tí nha các bác này. Chảy nổ một tí đó. Bánh tay bám đầy nè. Ốc vít thì bạn màu luôn các bác này nha. Đặc biệt mấy cái cảng tay cầm của cái con Sigura các bác. Cảng tay cầm con này thì nó rất một tờ lệch to và chắc gì, cực kỳ chắc luôn. Thì chắc luôn nha các bác. Cái con này là ben cơ, số cơ nha, trợ lực lái. Bùi rồi hẳn đẹp luôn. 139 triệu. Cho một con xe bền đẹp. Ở bên trong này còn đất nhiều lắm các bác ạ. Bên em chỉ xịt cái phần phía bên ngoài thôi, còn phía trong này đất đai bám đầy luôn. Ôi đồ những nguyên kim rất đẹp mà các bác ạ. Khi mà dọn dẹp được con xe cho sạch á, rất là nhiều công luôn nha các bác. Nhưng vậy đơn giản. Còn rất là đẹp luôn các bác an tâm. À, cái hộp đựng đồ nghề phía sau của nó nè. Bù lon ốc vít thì còn bút đầy trong đây luôn. Đó, con Sigura D318 hai cầu, trợ lực lái ben cơ, số cơ siêu bền.
Các bác nào cần sở hữu con này thì nhắc máy với hệ bên nha. Kính chúc cả nhà ngày nào cũng khá nhiều thành công, hạnh phúc, đặc biệt là sức khỏe thì tràn trề. Cảm ơn khách hàng trong thời gian qua đã ủng hộ bên em nha. Và các bác nào cần sở hữu con nào thì cứ nhắc máy liên hệ với em. Số điện thoại em đã ghi màn hình video. Rồi, xin kính chào cả nhà.